giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Y đức là phương thuốc kỳ diệu nhất. Bà đứng dậy đi. Cứu con của tôi trước. Tôi sẽ cứu luôn cả hai mẹ con. Để vô cấp cứu. Khoa cấp cứu, nơi hồi sinh những trái tim đã đổi nhịp. Nè, tỉnh dậy đi. Không nghe thấy tao nói gì. Cố gắng lên. Lão đại, đã 30 phút rồi. Dì ơi, phải cố gắng lên. Hôm nay tôi sẽ quậy phá cho các người thấy còn các người làm gì được tôi. Và có những vết thương chưa bao giờ thôi nhức nhối. Anh chào trong đó cứu sống lại con mắt cho Phó Hoa Lưu. Phó Hoa Lưu, Phó Hoa Lưu. Đón xem bộ phim Trung Quốc đặc sắc lấy đề tài ngành y, bác sĩ khoa cấp cứu, phát sóng lúc 13:15 hàng ngày trên kênh VTC1 HD. Trân trọng giới thiệu.